Ngay từ lúc bắt đầu, rõ ràng rằng Hòa Thượng Tuyên Hóa không hiện thân, hoặc thỉnh thoảng hiện thân, là thành viên thứ ba của cuộc hành hương, ba bước một lạy. Có một số khía cạnh bí ẩn vẫn là những bí ẩn cho đến ngày nay. Phần cần được giải thích nhất là điều khó chấp nhận nhất, vì người ta chỉ nghe về điều đó. Ngay cả đối với tôi, là chuyến hành hương này là ba người, ngay từ lúc bắt đầu, rõ ràng rằng Hòa Thượng Tuyên Hóa không hiện thân, hoặc thỉnh thoảng hiện thân, là thành viên thứ ba của cuộc hành hương ba bước một lạy. Chúng tôi sẽ không ra khỏi thành phố Los Angeles được nếu không nhờ Hòa Thượng Tuyên Hóa. Trong 30 ngày đó, chúng tôi lạy từ thành phố South Pasadena đến thành phố Santa Monica và xa lộ 1. Chúng tôi sẽ không thể thực hiện được, bởi vì chúng tôi từng bị súng chỉ vào đầu chúng tôi, và không phải nhờ đức hạnh của chúng tôi làm cho những cò súng của các súng đó không bị bóp cò. Có 3 lần như vậy. Ba bước một lạy từ thành phố Los Angeles đến Vạn Phật Thánh Thành không phải là việc có thể thực hiện được trong một thời gian ngắn. Gió và bão, trên đường rất nhiều xe, xe cộ tấp nập. Công việc này không phải là chuyến hành trình rất an toàn. Có một trường hợp nữa, và điều này khó chấp nhận hơn, bởi vì nó liên quan đến điều gì đó chúng ta theo truyền thống sẽ gọi là kỳ diệu. Lúc đó chúng tôi đang ở vùng Malibu, bãi lạy dọc theo đường. Chúng tôi có một lá thư mà chúng tôi đã soạn sẵn, giải thích những gì các nhà sư này đang làm, rằng các tu sĩ này đang hành hương vì hòa bình thế giới và để cố gắng báo hiếu từ ân của cha mẹ họ. Lá thư nói, họ không xin ai, nhưng họ tri ân bất cứ sự bảo vệ nào dành cho họ. Cảnh sát thành phố Malibu đã đặc biệt quan tâm đến chúng tôi, và cảnh sát tuần tra xa lộ cũng vậy. Một người cảnh sát đến gặp chúng tôi. Tôi tin rằng viên cảnh sát này tên là Lovick. Anh ta nói, à, này, đường phía trước các anh rất hẹp, hãy giữ xa về phía bên trái, như vậy các anh ít có cơ hội bị xe cán hơn, và có anh có thể mặc áo choàng đỏ đó có được không? Cái áo choàng đỏ mà vị sư Trung Hoa già đó đang mặc, bởi vì chúng tôi có thể nhìn thấy ông ta từ xa, nhưng chúng tôi không nhìn thấy các anh. Áo choàng màu nâu của các anh hòa trộn với cây cỏ, và điều đó rất nguy hiểm. Và chúng tôi phản ứng như, Ủa, vị sư già Trung Hoa? Anh ấy nói, đúng rồi, các anh biết không, người luật sư của trạm chúng tôi có lái xe ngang qua, có thấy ông ta và đề cập điều đó với chúng tôi, tại sở cảnh sát. Anh ấy nói rằng sẽ an toàn hơn nhiều nếu các anh có thể mặc áo choàng màu đỏ, giống như vị sư già đó mặc. Và chúng tôi thì, à, được rồi, hãy làm những gì có thể giúp được. Nhân tiện đây, vợ tôi có nướng những cái bánh này cho các anh. Chúc các anh may mắn, và đừng quên tặng một ít bánh cho vị sư già. Được, chúng tôi đảm bảo vị sư già ấy sẽ có ít bánh. Khi họ đang thực hiện ba bước một lạy trong khoảng thời gian 2 năm 9 tháng. Rất kỳ lạ, khi gió mạnh thổi đến bất cứ nơi nào họ đang lễ lạy thì gió không còn mạnh. Khi trời mưa thì không mưa nơi chỗ của họ. Về sau, khi chúng tôi quay trở lại chùa Kim Sơn Thánh Tự, và một trong những người hộ pháp của Hòa Thượng có ở đó, bà là nữ cư sĩ tên Phương Quảng Ngộ, chúng tôi nói, này bà Quảng Ngộ, khoảng 3 tháng trước hoặc 4 tháng trước, vào ngày đặc biệt này sư phụ ở đâu? Bà ấy nói, tôi nhớ ngày đó thật là kỳ lạ.
tôi đang nói chuyện với ai đó. Chúng tôi mang thức ăn trưa lên lầu cho sư phụ. Ngài ngồi và có cái nhìn chăm chú thật xa xăm trong căn phòng 15 thước. Và ngài đi vào phòng của ngài. 2 giờ sau, ngài đi ra và nói rằng họ an ổn rồi. Chúng tôi không hiểu điều đó là gì. Có phải là cùng ngày đó không? Tôi nghĩ vậy. Quý vị giải thích chuyện đó như thế nào? Chúng tôi không biết. Ha ha ha,